Ra đời rồi mới thấm. 1. Muốn có năng lượng thì lương buộc phải nặng. 2. Đi làm, giỏi chuyên môn không phải là tất cả. 3. Còn trẻ, còn sức thì hãy lo học và phấn đấu. Khổ trước sướng sau, ông trời không phụ người có ý chí. 4. Sống thẳng thắn không phải lúc nào cũng tốt. Đôi khi cần phải thảo mai thật chuyên nghiệp. 5. Ra đời, gặp người, tin 50% là nhiều. 6. Với người lớn tuổi, dụng tâm chân thành mà đối đãi, đừng bao giờ lừa dối. Sau này sẽ nhận lại được nhiều thứ to lớn hơn mà không bao giờ thiệt. Mình là phiên bản của họ khi xưa, đừng làm trò qua mặt, đểu giả với họ. 7. Nếu mình đang sống không phải lo gì về tiền bạc và gánh nặng, tức là có ai đó đang thay mình làm việc đó. 8. Lắng nghe nhiều hơn, nói ít lại. 9. Phải luôn vui vẻ bên ngoài, về nhà đắp chăn khóc sau cũng được. 10. Những gì hiện tại bạn lo sợ, sau này nhìn lại, à, hóa ra chỉ thế mà thôi. 11. Không phải ai bỏ học cũng thành công. Đừng bám vào suy nghĩ học ra rồi cũng vậy, nghỉ học đi làm sớm có tiền hay hơn, sau này thiệt hơn khắc rõ. 12. Chết đi sống lại vẫn phải đi làm, ai còn đi học trân trọng thời gian đó. 13. Cuối cùng, những thất bại vấp váp và cả đổ bể đôi lúc sẽ làm bạn vỡ ra. Đừng để trong một giây ấy cảm xóa mở lý trí, miệng nói tay làm mà không hề nghĩ tới hậu quả. Nên nhớ, không để trái tim nằm trên đầu, một phút nóng giận ân hận cả đời. Nhấn theo dõi kênh nếu bạn cảm thấy video hay và hữu ích.